bạn thân mến, những bản tin thể thao bóng đá quốc tế mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sau đây là những nội dung chính. De Gea thoát cảnh thất nghiệp, đến bến đỗ mới ít ai ngờ tới. David De Gea, cựu thủ môn của Manchester United, cuối cùng cũng sắp tìm được câu lạc bộ mới, chấm dứt 4 tháng xa rời bóng đá. De Gea đã trở thành cầu thủ tự do kể từ khi kết thúc 12 năm gắn bó với Manchester United hồi tháng 7 năm nay. Hai bên không thể tìm được tiếng nói chung về việc gia hạn hợp đồng. Thay vào đó, Quỷ Đỏ chiêu mộ thủ thành Andre Onana từ Inter Milan với giá 47 triệu bảng. Thủ môn người Tây Ban Nha đã giữ im lặng về tương lai kể từ khi rời Old Trafford. Gần đây, ngôi sao 33 tuổi được phát hiện trở lại Manchester để gặp các đồng đội cũ của mình, làm dấy lên những đồn đoán về một sự trở lại gây sốc. Các tin đồn về bến đỗ tiếp theo của De Gea đã trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm trong suốt thời gian qua, nhưng điều đó dường như sắp chấm dứt. Tờ El Desmarcador của Tây Ban Nha đưa tin, Real Betis đã mở các cuộc đàm phán và đang chuẩn bị cung cấp cho De Gea một hợp đồng ngắn hạn. Cựu cầu thủ Manchester United dự kiến sẽ đặt bút ký gia nhập Real Betis vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Real Betis hiện được dẫn dắt bởi cựu huấn luyện viên Man City, Manuel Pellegrini và có một khởi đầu vững chắc ở cả La Liga lẫn Europa League mùa này. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều màu hồng đối với đội chủ sân Benito Villamarín, vì họ hiện đã vượt quá giới hạn lương của La Liga. Real Betis sẽ phải bán ít nhất một cầu thủ mới có thể đăng ký De Gea với điều kiện họ thuyết phục được thủ môn người Tây Ban Nha giảm lương, ít nhất là so với mức lương cũ của anh. Nên nhớ, ngôi sao 33 tuổi từng nhận 375.000 bảng một tuần trong 4 năm cuối cùng ở Old Trafford. Tờ El Desmarcador tiết lộ, Real Betis được cho là sẽ bán thủ thành Rui Silva vào kỳ chuyển nhượng tháng Giêng để dọn chỗ đón De Gea. Thủ môn người Bồ Đào Nha hiện đã mất vị trí chính thức vào tay Claudio Bravo, người đã 40 tuổi. De Gea đã từ chối những lời đề nghị béo bở từ các câu lạc bộ Saudi Arabia ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, với hy vọng có thể gia nhập một đội bóng lớn ở châu Âu. Real Madrid, Bayern Munich và Inter Milan đều từng được đồn đoán có ý định chiêu mộ De Gea nhưng cuối cùng không có bất kỳ thỏa thuận nào xảy ra. Varane rời Manchester United vì mâu thuẫn với Ten Hag. Những thông tin về mâu thuẫn giữa Raphael Varane và Erik Ten Hag đang ngập tràn tại Anh, khiến đích thân chiến lược gia người Hà Lan phải lên tiếng. Trong những ngày qua, các nguồn tin tại Anh đã cho rằng việc Raphael Varane không ra sân trong đội hình Manchester United nhiều trận đấu liên tiếp, kể cả những trận quan trọng có tính chất sống còn như tại UEFA Champions League với Copenhagen hồi giữa tuần, không chỉ là bởi cảm cúm. Các báo cáo đều cho rằng việc hậu vệ người Pháp vắng mặt là bởi mâu thuẫn với Erik Ten Hag, lý do được đưa ra là bởi rõ ràng với một cầu thủ chuyên nghiệp, lại còn là ngôi sao hàng đầu như Varane, việc cảm cúm hàng tháng không khỏi là rất khó thuyết phục. Đã có nhiều thông tin báo cáo rằng với tình hình hiện tại, khả năng cựu trung vệ Real Madrid sẽ chia tay sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới là rất cao. Tuy nhiên mới đây, để dập tắt mọi tin đồn, đích thân huấn luyện viên trưởng của Manchester United đã lên tiếng đính chính thông tin trong buổi họp báo mới nhất, trước trận đấu với Luton Town tại vòng 12 ngoại hạng Anh 2023-24. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Như tôi đã nói, có nhiều lý do và chiến thuật là một trong số đó, chiến thuật đóng vai trò rất quan trọng khi những quyết định được đưa ra. Tôi nghĩ Harry Maguire và Jonny Evans đã làm tốt. Năm ngoái, Maguire không thi đấu nhiều nên tôi hài lòng với Varane. Thời điểm này, Maguire chơi tốt và sự cạnh tranh cho vị trí chính thức là rất gay gắt. Ngoài ra, Erik Ten Hag cũng nói thêm, có một số khoảnh khắc, tôi nghĩ rằng hai cậu ấy, Maguire và Varane, đã chơi ăn ý và chứng minh rằng họ có thể chơi chung. Nhưng nó không thường xuyên và tôi thấy rằng việc Maguire chơi với Evans sẽ hợp lý và tốt cho câu lạc bộ hơn trong cách triển khai chiến thuật. Với việc Jonny Evans dính chấn thương, nhiều khả năng cặp trung vệ của Manchester United trong cuộc tiếp đón Luton Town sẽ là Harry Maguire và Raphael Varane. Nhận định bóng đá mang UTD vs Luton Town, Quỷ Đỏ không thể thua. Nhận định, dự đoán kết quả trận đấu mang UTD vs Luton Town trong khuôn khổ vòng 12 giải ngoại hạng Anh diễn ra lúc 22 giờ ngày 11 tháng 11. Sau trận thua Copenhagen tại cúp C1 châu Âu, mang UTD quay lại đấu trường quốc nội bằng màn tiếp đón Luton Town trên sân nhà. Đây là một trong những đội bóng yếu nhất giải ngoại hạng Anh, đồng nghĩa với việc mang UTD phải giành 3 điểm nếu không muốn bị lún sâu vào cơn khủng hoảng. Màn trình diễn trong trận đấu với Copenhagen mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho mang UTD về mặt chuyên môn. Các học trò của huấn luyện viên Erik Ten Hag chơi không tệ. Tấm thẻ đỏ gây tranh cãi của Marcus Rashford là thứ khiến Quỷ Đỏ gặp khó. Cho đến trước khi Rashford nhận thẻ đỏ trực tiếp, mang UTD chơi hay, dồn ép đối thủ và nhanh chóng có hai bàn của Rasmus Højlund. Nhưng khi phải chơi thiếu người, đại diện nước Anh gặp nhiều khó khăn và không thể vùng lên trước đối thủ.
Nếu Man UTD duy trì được cảm hứng chơi bóng, việc họ giành chiến thắng không phải mục tiêu nằm ngoài tầm với. Vấn đề của đội chủ sân Old Trafford là tinh thần. Trong khi đó, Luton Town không sở hữu lực lượng đủ mạnh và bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đối thủ. Nhưng, sau trận hòa Liverpool, Rob Barkley và đồng đội được tiếp thêm nhiều sự tự tin. Họ thực tế vẫn có thể tạo ra những bất ngờ và nhờ đó tích lũy điểm số. Lực lượng Man UTD vs Luton. Man UTD sẽ vắng một số cầu thủ vì chấn thương, gồm Casemiro, Gunkel, Lisandro Martinez, bàn chân, Luke Shaw, cơ bắp, Amad Diallo, Tael Malacia, đầu gối, và Jadon Sancho, kỷ lục nội bộ. Jonny Evans nhiều khả năng chỉ có mặt trên băng ghế dự bị khi anh phải rời sân sớm hồi giữa tuần. Bên kia chiến tuyến, Matt Anderson, Ritbert, Albert Sambi Lokonga, tất cả đùi, Daniel Pope và Jordan Clark, cả hai mắt cá chân, vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương, nhưng Amari Ibel có thể bình phục sau vấn đề ở đùi trong trận đấu hôm thứ Bảy. Phong độ Man UTD vs Luton. Luton Town gặp nhiều khó khăn khi lần đầu tiên lên chơi ở giải ngoại hạng Anh. Họ chỉ có được một chiến thắng trong 6 trận gần nhất và thua 3 trận, hòa 2 trận. Nhưng đây vẫn là thành tích đáng khích lệ với một đội bóng nhỏ bé. Tuần trước, họ vừa hòa Liverpool trong một trận cầu mà Lữ đoàn đỏ gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, phong độ của Man UTD trên thực tế không đến nổi tệ. Họ thắng 4 trận và thua 2 trận ở đấu trường quốc nội. Gần nhất, họ đánh bại Fulham với tỷ số 1-0. Dù vậy, màn trình diễn trước các đối thủ của Man UTD không thuyết phục. Đội hình dự kiến Man UTD vs Luton Town. Man UTD: Onana, Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Dalot, McTominay, Eriksen, Pelisti, Fernandes, Rashford, Holland. Luton Town: Kaminsi, Cabo, Mendy, Lockie, Osho, Doughty, Barkley, Nakamba, Chong, Adebayo, Modric. Dự đoán: Man UTD 2-1 Luton Town.